Vụ án bé 5 tuổi nổ súng bắn chết em trai báo động vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ. Một cặp vợ chồng ở Mỹ bị buộc tội gây ra cái chết cho con trai 18 tháng tuổi sau khi con lớn 5 tuổi vô tình tìm thấy súng và bắn chết em. Vụ việc xảy ra hồi tháng 3 trong căn nhà của gia đình 4 người ở thành phố Lafayette thuộc bang Indiana. Theo đài NBC News, cảnh sát xác nhận vào thời điểm xảy ra án mạng, cả hai đứa trẻ đều có ma túy trong cơ thể. Cha mẹ của hai đứa trẻ bị buộc tội bỏ bê và tàng trữ ma túy. Thông báo từ sở cảnh sát Lafayette cho biết, Satya Well, 24 tuổi và Deonta Johnson, 27 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 3. Tài liệu từ tòa án cho hay, ban đầu Johnson liên tục phủ nhận để súng trong nhà. Sau đó, người đàn ông khai người sở hữu súng là Well. Well cho biết đã cất khẩu súng trong chiếc hộp được khóa lại và để dưới gầm giường. Tuy nhiên, chìa khóa dự phòng để mở hộp trước đó đã bị mất. Nhưng khi cảnh sát lục soát căn nhà, họ phát hiện một khẩu súng để trong tủ quần áo, cùng với một khẩu súng khác nằm trong chiếc hộp để dưới gầm giường. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 93 viên fentanyl, cần sa và dụng cụ dùng ma túy trong nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong máu của bé trai 18 tháng tuổi có ma túy. Bé trai 5 tuổi, người nổ súng bắn chết em trai, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Hình ảnh từ camera an ninh hé lộ cảnh Johnson đặt một chiếc túi vào trong ô tô sau vụ nổ súng. Cảnh sát đã tìm thấy cần sa bên trong chiếc xe này. Johnson và Well đã bị đưa ra tòa vào ngày 26 tháng 7. Các phiên xử tiếp theo của cặp đôi sẽ diễn ra vào đầu năm 2024. Cái chết của cậu bé 18 tháng tuổi là minh chứng cho vấn nạn bạo lực súng đạn dai dẳng ở Mỹ. Một nghiên cứu cho thấy, những vụ án gây chết người do trẻ em vô tình tìm thấy súng xảy ra hàng chục lần mỗi năm ở Mỹ.